Xin chào, tôi tên là KZ. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị Khăn gồm và khát tương kỳ trời tí cùng Việt Nam. Hãy quý tôi đeo nhé. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chúng tôi quyết định hủy ngày hội hoa cát tường năm 2021 của công ty Sakata tại Nhật Bản. Thay vào đó, chúng tôi thực hiện video này nhằm giới thiệu tới quý vị những giống hoa cát tường mới nhất. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 dòng hoa Rosita, dòng hoa Robella và dòng hoa ốp với bộ 6 màu gồm màu trắng viền hồng, trắng viền tím, xanh rắc, hồng, đỏ và trắng. Rosita 3 Pink Picotti là giống mới được giới thiệu năm 2021. Chất lượng hoa tốt, cánh hoa dày, khô, cánh hoa cứng, khỏe, với màu hoa đẹp, viền hồng đậm, sáng, phù hợp trồng quanh năm khu vực đơn dương, đức trọng. Rosita 2 Blue Picotti cho nhiều nụ, nhiều hoa trên một cành. Cánh hoa xếp dạng hoa hồng, viền tím đậm, nhiều cánh. Rosita 3 Tray phù hợp trồng quanh năm khu vực đơn dương, đức trọng, vụ hè khu vực Đà Lạt. Kích thước hoa lớn, màu xanh rất đậm, khả năng chống chịu fusarium tốt. Rosita 2 Pink Version 2 có thể trồng quanh năm cả khu vực Đà Lạt, đơn dương, đức trọng, màu hoa đẹp, dễ trồng, cho năng suất cao, khả năng chống chịu fusarium rất tốt. Rosita 3 Red có màu đỏ rực rỡ, nhiều nụ, nhiều hoa trên một cành, dễ trồng, phù hợp trồng vào vụ hè cả khu vực Đà Lạt, đơn dương, đức trọng. Rosita 2 Pure White là giống mới được giới thiệu năm 2021, phù hợp trồng quanh năm cả khu vực Đà Lạt, đơn dương, đức trọng, cánh xếp dạng hoa hồng rất đẹp, màu trắng tinh. Mọi thắc mắc liên quan đến giống hoa cát tường của công ty Sakata xin liên hệ với bạn Thảo và bạn Thuận, nhân viên phụ trách mảng hoa của công ty Sakata tại Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc quý khách hàng, bà con nông dân, vạn sự cát tường.